chuột. Ok, giờ mình sẽ quăn tung xe sang mang chân chuột. Chân mày quay đi đâu? Giờ đây chứ đâu? Nào, tu si si. Rồi. Ok, mình sẽ đi trước. Đi mắt không? Đi, mắt đi để mình giải đồ. Thì ai đoán nhanh hơn thì người đấy sẽ thắng, anh Vinh. Nhẹ nhàng hết sức có thể nhá. Okay. Bắt đầu. Có sai. Đã nói là nhẹ nhàng hết sức có thể. Anh Vinh sai, có phải quả đấy đâu. Nho. Có sai. Đúng rồi, quả nho. Đây là quả xoài. Chảo quả xoài đây. Không. Quả nho đây này. Đây quả xoài của anh. Tiếp. Đây là quả... quả táo. Sai. Quả liễu. Đúng, bi đúng. Rồi, liễu thuộc về bi. Tiếp tiếp. Đây là quả đấy. Đúng rồi, anh Vinh. Rồi gấp thủ anh Vinh. Tiếp tục. Quả cam.
mà anh Vinh thắng. Đều quả táo. Sai. Sai. Đúng. Tiếp. Rồi ok hết luôn. Rồi giờ xem thành quả mọi người. Em đoán được mấy cái quả này. Ô quả cây em đoán được. Ok các bạn. Bây giờ nó sẽ lại. Anh Vinh thắng 3. À không, thắng 5. Thắng 5 quả. Bi thắng 3 quả. Thế vẫn thắng thủ với anh Vinh, người thua. Ok em. Ăn chay anh.